À rồi, Huy Cường Audio xin kính chào tất cả các bác nhá. Thì hôm nay em quay cái video này là bác khách ở Hà Nội. Đấy, thì bác có lấy cặp dây loa lọt đốt và là Hà 2 và cặp dây tín hiệu dơ Griphone của Đan Mạch. Đấy, thì hôm nay em sẽ quay video trực tiếp để quay lại sản phẩm cho tất cả cho bác ấy, để bác ấy lưu lại nhá. Đây. Đấy, thì những bác nào chưa biết đến hai cái sản phẩm như này thì các bác thể alo trực tiếp cho Huy Cường qua hai số điện thoại trên màn hình kia. Đấy. Rồi. Thì trước tiên đây chính là cặp dây tín hiệu dơ Griphone của Đan Mạch này. Thì bác ấy lựa chọn là bác ấy lấy một cặp dây dài 1 mét, tại vì dàn nhà bác ấy để cũng hơi xa. Đấy, thì bác ấy lựa chọn là lấy cặp 1 mét nhá. Đấy, em quay cho anh em xem này. Đấy, những bác nào chưa biết đến cái sản phẩm này thì bác thể alo cho em nhá. Đây, audio code dơ Griphone hàng của Made in Đan Mạch nhá. Đấy, đây là dòng, đây là cái cục chống nhiễu của nó này. Đấy, các bác nhìn thấy chưa? Đấy, dây là cục chống nhiễu của nó. Đấy. À, các bác nhìn đầu rắc của nó đây. À, trên đầu rắc của nó này cũng là dòng dơ Griphone này, đi theo biểu hướng mũi tên như này nhá. À, các bác nhìn thấy chưa? À, dây là dơ Griphone luôn. Đây, các bác nhìn chưa? À, và dòng này thì nó sẽ đi theo điều hướng mũi tên này, là các bác lưu ý cắm làm sao cho nó đúng điều hướng giúp Huy Cường Audio nhá. À, cắm làm sao nó đúng điều hướng mũi tên như này nhá. Đấy. Đây, cặp này là bác ấy lấy thì hiện tại là cặp này em đang bán là 7.800.000 nhá. 7.800.000 dài 1,5 mét, thì bác ấy có lấy cả dây loa. Đấy, thì cặp này em bớt cho bác ấy là em báo luôn là 7.500.000. Đấy, em bớt cho bác 300.000. Đấy. Dài 1,5 mét. Nha. Dây tín hiệu dơ Griphone của Đan Mạch kìa. Đấy. Tiếp đến là cái dòng dây loa lọt đốt Vala H2, hàng cắt mét và được thi công ở bên nước ngoài nha. Đấy, thi công bên nước ngoài. Thì hôm nay dòng này là bên em bán rất là nhiều rồi. Bán rất là nhiều luôn nha. Trong thời gian vừa qua mới về thôi, nhưng mà em bán phải được 7 đến 8 bộ rồi. Đấy. Đây. Quay cho các bác nào chưa biết về những dòng sản phẩm như thế này nha. À, các bác nhìn thấy chưa? Bán dây của nó này. Đó, bán dây Vala H2, các bác nhìn chưa? Đấy. Nó gồm 4 đường như thế này. Đấy, và mỗi đường như này là nó gồm 10 một vế như này nha. Đấy, một vế như này là nó gồm 14 sợi. Đấy, một vế như này này. Đấy, gồm 14 sợi. Dây cực kỳ là cao cấp nha. À. Đấy, thì cái video này em quay là những bác nào cũng chưa biết đến sản phẩm như thế này, hay là những bác nào đang có điều kiện để chơi được những cái dòng dây loa cao cấp như thế này thì các bác thể alo cho em này. Các bác nhìn thấy chưa? Lọt đốt của Made in Ukraine nha. Đấy, riêng cái đầu rắc bắp chuối như thế này thì 100% là người ta đều sử dụng đầu rắc bắp chuối như thế này rồi. Đấy, mỗi vế 2,5 mét, dây loa lọt đốt và là H2. Đấy, cực kỳ là cao cấp. Đấy, thì hôm nay em quay cái sản phẩm này lên để gửi hàng đi cho bác ấy thôi. À, chứ không có gì, tại vì dòng này thì em mới giới thiệu các bác cái đêm 3-4 ngày rồi. Đấy, cực kỳ là cao cấp, chất âm mang lại rất là hay. Em khẳng định với tất cả các bác, những bác nào mà đang muốn cải thiện tốt cái giải cao của nó thì các bác nên lựa chọn cái dòng dây như thế này, cải thiện cực kỳ là tốt giải cao nha. Tiếng chép của nó rất là mịn và nó bay bổng, tiếng của nó tơi tiếng. Đấy, và cái độ thanh hoát tiếng của nó ra thì cực kỳ là hay. Đó, nó không còn bị bí tiếng nữa. Đây, các bác nhìn thấy chưa, cái thân dây của nó này, cặp dây cực kỳ là cao cấp ạ. Thì bác này là bác Trung ở Hà Nội nha. Bác tên Trung ở Hà Nội, là bác có chốt một cặp dây loa. Đấy, cặp này em bán là 12.500.000. Thì bác lấy một cặp dây loa và một cặp dây AV thì em bớt cho bác ấy là cặp này là còn 12.000.000 và cặp này là 7.500.000. Đấy, thì em có bớt cho bác ấy. Đấy, thì bác ấy có báo thiệu, giới thiệu là để làm quen. Nếu mà chất âm hay ổn thì chắc chắn là bác sẽ lấy thêm những dòng dây nguồn nữa. Đấy, các bác nhìn thấy chưa? Lọt đốt. Đấy, những cái dòng này mà các bác đánh với lại những cặp loa Tannoy này, BV kép này. Đấy, cùng với lại Maxin Tốc hay Acophay thì đánh rất là hay, cực kỳ là tuyệt vời. Đấy, dây thì bên em không có nhiều nha. Đấy, bên em thì không còn nhiều nữa để phục vụ các bác đâu. Dây cực kỳ là hiếm nha, rất là ít, tại vì hàng ở bên đó để em nói về những bác mà chơi dòng dây loa lọt đốt các bác biết rồi. Đấy, dòng Vala 2 này nó là đứng nhì bảng của hãng. Đấy, rất là cao cấp. Và hàng mới của nó thì mình không thể so sánh được. Đó là hàng. Còn hàng này là hàng thủ công ở bên nước ngoài á, là người ta tự thi công, nhưng mà chất lượng hiệu quả âm thanh theo ông đánh giá là cũng cực kỳ là tuyệt vời. Đấy, cho tất cả bác nha. Đấy, em test rồi, cũng rất là hay, cực kỳ là chi tiết. Đấy, kể cả là trung âm và trường âm. Đấy, nó ra rất là gọn gàng, tiếng của nó tách bạch. Đấy, thì hôm nay em quay cái sản phẩm này để em tiếp gửi hàng đi cho các bác. Và những bác nào ấy đang có nhu cầu thì các bác thì alo trực tiếp cho em nha, thì em sẽ ship toàn quốc cho tất cả các bác. Đó.
Rồi, thì Huy Cường Audio cũng xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả các bác trong những video kế tiếp. Đó.